Dựa tung trailer, game show truyền hình cho phép được yêu bạn dạng mới đã ngay lập tức lôi cuốn sự xem xét của người xem. Theo lời giới thiệu, ở mỗi tập của chương trình sẽ hiện ra một hero chính đến cùng gia đình để bắt gặp mặt bốn đối tượng hẹn hò là các cô gái hoặc chàng trai cũng đi cùng bố mẹ của họ. Các vị phụ huynh của bốn ứng viên hẹn hò này sẽ có màn đối đầu gay cấn, chỉ ra những tài năng, điểm nổi bật dược trội nhằm chứng minh con của họ mới là sự lựa chọn số một. sau phần đối đầu trực tiếp giữa bốn vị phụ huynh, gia đình của Hero chính sẽ được xem lần lượt những đoạn clip đánh dấu hoạt động tầm thường nhật của các ứng viên qua lời kể của chính bố mẹ họ. Bốn vị phụ huynh của bốn ứng viên hẹn hò sẽ có những màn đối đầu gay cấn, chỉ ra những ưu điểm vượt trội của con. Còn ở dòng cuối cùng, các ứng viên sẽ được lộ diện và bộc lộ tài năng, ưu điểm của bạn dạng thân trước mặt Hero chính cùng người nhà. khác với các chương trình mai mối khác, ở chương trình này các ứng viên phải đoạt được được các bậc phụ huynh trước khi có thể đoạt được được hero chính người sẽ hẹn hò với họ. Được biết, đảm nhận vai ông Tơ, bà Nguyệt là hai minh sù và khả như. Các ứng viên lần lượt hiện ra để bộc lộ bạn dạng thân mình trước hero chính và gia đình họ trong trailer cho phép được yêu, ở dòng cuối cùng, mẹ của một chàng trai đang nỗ lực thuyết phục cô gái hero chính lựa chọn đại trưởng phu mình. Bà không ngần quảng sợ kho nếu con chọn đại trưởng phu cô, con sẽ được ở trong căn biệt thư thanh lịch trọng, tài sản hơn 15 tỷ và có người hầu riêng. Lời chia sẻ của bà đã ngay lập tức khiến người ta phải toán ngợp. Cho phép được yêu, người mẹ khoa con dâu sẽ được ở trong căn biệt thự thanh lịch trọng.